Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy mà các doanh nghiệp luôn xác định thực hiện mục tiêu kép, trong đó công tác phòng dịch và sản xuất phải song hành cùng nhau theo phương châm an toàn cho người lao động, nhưng đảm bảo tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm. Việc thực hiện kiểm tra thân nhiệt như thế này vào đầu giờ buổi sáng không chỉ là thói quen đối với gần 3.000 công nhân của công ty cổ phần Tiên Hưng, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc trước khi vào doanh nghiệp. Kể cả các đối tác đến làm việc cũng phải khai báo y tế và đo thân nhiệt. Phát hiện ra từ 37 độ 8 trở lên thì chúng tôi sẽ cho vào phòng cách ly riêng để đo thân nhiệt lại, kiểm tra lại và báo cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Công ty cũng bố trí phòng cách ly tạm thời cho công nhân nếu có biểu hiện sốt cao được phát hiện trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, ngay từ trước dịp nghỉ lễ, công ty có những khuyến cáo để người lao động không đi và đến các vùng dịch, khai báo y tế đầy đủ sau kỳ nghỉ lễ, tăng cường kiểm tra các nguồn cung cấp lương thực thực phẩm hàng ngày cho người lao động, xây dựng kịch bản cụ thể trong trường hợp xảy ra dịch sẽ chủ động ứng phó. Trong cái kịch bản mà nếu như xảy ra thì chúng tôi sẽ cùng với cả Trung tâm Y tế của huyện Tiên Lữ đưa những người bệnh đó đi cách ly và chúng tôi làm việc với khách hàng và có những phương án để xây dựng cho những cái đơn hàng vừa là cách ly, vừa là chống dịch, vừa là dập dịch, làm sao giao hàng cho khách cho phù hợp và đúng thời gian. Đa số các doanh nghiệp đều xác định việc thực hiện 5K, đặc biệt là khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách trong sản xuất sẽ có vai trò quan trọng trong phòng dịch. Không vì tiến độ giao hàng mà bỏ qua những khâu thiết yếu trong phòng chống dịch. Công ty chúng tôi thì có đặc thù là có hai bộ phận hay phải tiếp xúc thường xuyên với cả khách hàng và hay phải ra ngoài làm việc, thì đó là bộ phận lắp đặt và bộ phận kinh doanh. Do vậy mà chúng tôi rất là quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Các bộ phận này sau khi mà tiếp xúc ra ngoài thì chúng tôi yêu cầu là phải thực hiện nghiêm cái thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong đó thì cái công tác liên quan đến khai báo y tế là chúng tôi đặc biệt chú trọng. Với các doanh nghiệp thì công tác chủ động phòng dịch COVID-19 không phải là khẩu hiệu mà luôn được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong thời điểm hiện tại khi dịch đang bùng phát tại một số khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Tại Hưng Yên, có hai doanh nghiệp liên quan đến người lao động F0 và F1 ở huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, do thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch nên bước đầu không phát hiện thêm các ca lây nhiễm. Trong đó, công ty Denka Việt Nam chỉ phải phong tỏa một ngày, sau đó lại gỡ phong tỏa để tiếp tục làm việc.